Tao có cái MOA mà ở ở tiểu bang kiểu như là chỗ mà là chỗ Minnesota, như là người ta nói là tiểu bang đó lớn nhất nước Mỹ, mà chắc hồi xưa mới lớn nhất nước Mỹ. Thành ra cái mới mở ba ngày cái thì bây giờ sợ sợ bị đập á, bây giờ đóng gián hết trơn, mấy cái cửa kiến đóng hết trơn, không sợ vô đập hôi của. À, mấy à, mấy trăm cái trăm ngoài chắc à, cơ sở mà tháo gạch á, tháo gạch cái tiệm tháo gạch á, trời ơi chỗ bây giờ sao ta vô lấy hết trơn, trời ôm ra thấy rõ ràng trống lỏng hết trơn. Rồi cái mấy như là New York thì nhiều nhiều tiệm, mười bao nhiêu tiệm trên trên nước Mỹ này là đóng hết rồi, trả tiền giống như là trả tiền nhân công á, mấy người mà công nhân viên của tháo gạch á là trả hai tuần lễ lương, và cộng thêm tiền tiền thất nghiệp nữa đó. Rồi cho thêm cái gì thêm đó là đầy đủ ở 2 tuần đó. Không thôi là Minnesota là bữa nay mở, ở bữa nay một tay nè, bữa nay là mở cửa đó, thì tiệm nail rồi chuẩn bị hết trơn, trời ơi qua hàng quán thì chuẩn bị hết trơn rồi mà như vậy đó. Bây giờ cái bằng à, tiêu điều hết trơn, tiêu điều không còn gì hết trơn, tiêu điều hết trơn. Nhìn thấy cái bằng không 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 thể tưởng tượng, cháy khét đèn, trời cái đêm cháy hả, giống như là lửa lửa, trời ơi nó bùng lên mà khói nghi ngút hết trơn, cho nó cảnh hỗn loạn, xe cứu hỏa này nọ, cảnh sát, xe cảnh sát bị đốt nó đâu biết nhiêu. Ở New York này cũng vậy, New York này đốt mấy chục chiếc xe cảnh sát, là 47 chiếc hay gì hôm qua cô bà coi, cảnh sát cũng bị thương ba mươi mấy người, mấy người ở kia cũng số nặng dữ lắm, cũng bắt à, cũng bắt đi mấy trăm người đó, nặng mà điều tra đâu có bắt hết được, hết chỗ rồi mà chưa, chỗ nào mà chưa đó, tại vậy nó vậy mà đâu có đủ đi đâu được, tại cái này là dân sinh đẻ ở đây đó. Cái người gốc mà hồi xưa mà ông bà hồi xưa là nô lệ từ châu Phi, nhưng mà Mỹ chánh này mua về đang làm nô lệ, mà cái tới năm mà ông Lincoln ông Lincoln đó ổng mới như là ra đạo lực là hãy xóa bỏ nô lệ đó, tỉnh ra ổng mới bị ám sát đó, ta nói trong cái lịch sử nói vậy đó, trong báo á. Nó thành ra cái đời ông cha thì cực khổ, nhưng bây giờ đời cũng như là ông cha thì cực khổ, mà đời con á, đời con tới hai ba đời con là được sung sướng đó. Bây giờ đâu có ai dám đụng mấy người Mỹ đen này đâu, không ai dám hết trơn, đi sốc quậy gì nói chuyện lớn lớn tiếng gì ta cũng không ai dám nói hết. Hồi xưa đấy, bây giờ bị có người ở châu mình vô còn nói chuyện, đi đi điện ngầm đi xe xếp bày còn nói chuyện chứ, bị trắng nè à, nó có cuốn sách đặng ngộ nó đọc hay là tờ báo rồi nó không nói ai chứ bây giờ. À, thành ra vậy đó, mình người ở châu thì nói chuyện quá trời, gặp nhau nói chuyện quá trời, thành ra không có ở New York này cũng quá trời luôn, đốt đốt mấy chục chiếc xe, cảnh sát bị thương mấy chục người, tội nghiệp hết sức. Đã nói khi biểu tình ôn hòa thì đó là người ta chấp nhận, ôn hòa chấp nhận, cái này kêu bằng bạo động, bạo động số a antifa. Bây giờ cũng như là người ta sẽ liệt từ từ vô là khủng bố đó. Mang mặt đã nhìn không thấy mặt kìa chứ, giờ bắt cái thì mà trẻ em nhiều, nó bắt mớ trẻ em nè, như là dùng cái trẻ em vô trong đó nữa, cũng như là tuổi cho choi rồi đó, ví dụ trẻ em từ 16 tuổi dưới 18 là trẻ em rồi, ví dụ 16 tuổi là chùi tiểu rồi, tuổi ô mai cái tuổi đó là nó quậy dữ lắm đó. Cả nhà như anh chị em và các cháu để ý nha, con mình ví dụ các cháu còn trẻ, con trai con gái mình cả 14, 16 tuổi rồi, trời ơi, nó không biết sao mà nó con cô ba biết nè, từ đứa một cô ba để ý để nó bọc bọc cái bạn nó tuổi ô mai nó kêu bằng câu gì nữa, bốc đồng chi à, hồi đó Dũng theo Dũng mà học về nhà giáo á, cái cô ba Dũng ba nói thôi dạy giáo hả, học sinh nó quýnh chết, nó nói không con dạy à, con có dạy trung học, không có dạy sự cương, con dạy lớp nhỏ từ lớp 9 trả lời, tại những cái trường trung học của Mỹ á ưa ưa vậy đó, cứ như là thầy giáo trong trường mà nghịch nó ra ở ngoài giờ học ở ngoài gặp gặp được quấn thấy mà không nữa vậy đó.
học thì 16, 15, 16, 17, 18 rồi. 18 này mới vô đại học. Thử hôm mai nó quậy lắm. Vậy đó. Các cháu cả nhà nha, thứ hai là anh chị em rồi để ý mấy đứa cháu ngoại cháu nội mình, hoặc là các cháu thì con mình đó, lớn hay là cậu mở nó, em nuôi cha, em nuôi em trai, nuôi em gái, nuôi cô bà, để ý coi nữa bà hiểu. Cô bà từng để ý nằm đứa con của bà, từng để ý trong nhà, nhiều khi tới cái tuổi đó đấy, cái thằng đó nó quậy với anh chị nó tự đứa một kìa, cứ như là nó không có chịu hiền dịu, nó bất động. Mình chăm nó hơi cực chút, tại mình ưa giải thích á, nhưng phải coi chừng. vậy đó vậy mà có lần kia đó Bình Dương không biết nghịch với Thú Anh hay Dũng gì không biết, cái nó đi nó nói với mình, nó nói ấm mà sao ổng không đẻ gì, còn một đứa em nữa nặng mà con có nhỏ hơn con á, nặng con cai chị để con nhỏ con út gì nè, mấy anh nè mấy anh chị em đó ăn hiếp con quá trời. Nó nói vậy, nói tại vì gần đây rồi thành ông đặt dòng không có sanh nữa sao bỏ lợi, nói cho nghe vậy đó. Trời ơi, nói tại lộn, nó đi qua nhà bạn nó chơi á, ở lối xóm gì đó, vậy mà cái má cái người bạn lối xóm đó đi gọi cảnh sát hay gọi cái người gì mà bảo vệ cho em đó, ta lỡ tới nhà hỏi thăm mình đó, ta không có tin mình đâu, người ta hỏi lối xóm người này nọ nói rồi muốn dẫn nó đi nuôi đó, chứ nó không có anh em đó. Rồi nó hỏi cái bị thằng đó lại chơi, nó gầy lộn cái nhân dương lại nhà thằng đó, rồi má nó là bạn nó hỏi biết á, nói là mít lòng với chị nó là anh vậy đó, nó rồi mới kêu lại đâu mà kêu Quốc Dũng đòi lợi á, nó mà hỏi sao Dũng nó ông bảy này nó không có nói vô, nó nói thiệt cái chân, nó nói nãy nó giận em đó, rồi nó nghe nó lấy cái vụ quýnh cũng như cái vụ che mưa đó, Quốc nãy nó quýnh đến à, Quốc con gái nói vậy thôi. Đó, cũng nhìn nhận á, chứ không có chối nhau. Thấy Dũng nó nói nó vậy ra ở Mỹ này vậy đó, thành ra cô bà nói như là ở Mỹ này nó bình đẳng vậy lắm á, chỉ bây giờ cái tuổi ông mai mà đi biểu tình á, nó bắt á bị dưới 18 á, trời thấy gõ gàng tội nghiệp cảnh sát sức kìa, có chỉ bắn là bắn hơi cay hay là bắn gì bắn xịt dòi hay là gì thôi, chứ không có gái. Mà trong khi trời ơi, người biểu tình nó xỉ xỏ rồi lấy đồ chọi cảnh sát đó, mà cảnh sát cũng như là đứng yên không có gì. Mà tới ngày hôm qua ba mốt tay đó, mà còn quỳ đủ tiểu bang bị chụp nhiều chỗ, bị tiểu bang mặc sắc phục á, quỳ xuống gần. Trời ơi, dân có số dân thấy quỳ, dân cũng quỳ theo. Vì quỳ xin lỗi dân. Tại vì đồng nghiệp á, làm gì không đúng á. Vậy, ai cũng thấy cảm động á. Cô bà nói, cô bà không nói tới khúc này, cô nhìn đi, cô bà khóc. Rớt nước mắt, chịu nổi. Đó là những cái tin mà sốc dẻo cô bà nói. Đi nè, ở Seattle cũng vậy, cũng đốt cháy nè, ở Los Angeles đó, nó lụa mấy cái chỗ mà đau thao không, có chỗ mà nổi tiếng không mà cũng như là thủ kêu bằng thành phố lớn không à, ở Los đó, ở kỳ tiểu bang Cali Los đó, bắt nhiều, bắt mấy trăm người đó. Trời ơi, ông thống đốc, ông thị trưởng kêu quyền thống đốc của vệ binh tới nữa, trời vệ binh tới nữa, nào mà chán ngáp á, cũng như là coi đứng, trời nói gì lính Mỹ hay là những cái vệ binh Mỹ nhìn thấy hoài quá trời luôn. Cảnh sát thì nó mặc đồ đẹp lắm kìa, ủi hồ đẹp lắm. Cái gì đó. Cô bà lớn tuổi cũng dài, lớn tuổi chứ hồi xưa anh có cái máu. Nhưng mà bây giờ mấy người hát kịch á, ưa kịch như Việt Hương hay là những người ở Sài Gòn mà hát ở Việt Nam ưa hát ở đây. Hôm nay thấy trời đẹp hay gì đó, ưa nói. Vì hồi đó những bà chụp hình với cô bà lúc cưới rồi nửa tháng nó chụp nó đó, cái mấy đứa nhỏ hai đứa con á, nó nói với những bà vì cô bà hồi đó trong bếp của bà nghe, nó nói trời bà hồi đó hồi trẻ đẹp trai quá, cái biết à, ông xã mình nói sao, nó ba đẹp trai đó, ống con mới ưng ba, nó ứng con ống con mới ưng ba, cười gì đó.
hôi cua, cái này đã kêu bằng không phải biểu tình nữa mà là bạo động, là đi vô hôi cua đó, hôi đập 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 đập. Những người dân người ta đâu có đâu có mà tội lệ gì đâu, người ta công sức, người ta bằng, người ta cực khổ biết nhiêu, cả mấy tháng nay người ta muốn chết rồi, mà tới chờ tới cái ngày một tay còn có mấy bữa nè, đúng là ngày nay nè, ngày nay là một tay là tiểu bang Minnesota đó, mở cửa đó, mà ngày nay vậy đó, không biết làm sao. Để cô ba sáng sớm là cô ba mắc mai lo đây rồi, thành ra cô ba chưa nghe để đợt tới nè. Cô ba chỗ cô ba coi truyền thông á, cô ba coi tới con mắt còn muốn mờ luôn, muốn mờ luôn á, vì cái điện tử nó nhá quạng mắt mình hơi yếu nữa, bây giờ bị kêu bằng áp nhãn cao, cô ba phải uống thuốc, kêu bằng bà hổng có đưa cái hộp á, kêu bằng vitamin E với nhỏ thuốc nhỏ mắt mà sáng nhỏ giấc sáng rồi nghi nhỏ cái loại nhỏ tối nhỏ mắt tiền lắm á, mà nhờ có bảo hiểm đó ông đôi tiền dữ lắm á, thấy bill về tiền dữ lắm á đó. Rồi phải nhỏ thêm giấc chua nữa, cái loại tép nữa, cái hộp tép đó. tép là 60 tép một tháng, sáng tép thì tối rồi chuyện tép này, cho con mắt mình nó bị đừng có bị khô á, con mắt đừng có bị khô á đó. Biến mắt của ba có bắn tia laser rồi, cô dưỡng bắn, bác sĩ nói là nếu không bắn đó, là nó sau này nó sẽ bị mù. Ở Việt Nam mình đó, ta không có đi bắn tia laser cũng như là thành ra phải bị mù đó, nước á, vì bác sĩ giải thích con mình nói lại cho mình nghe, nói là nó ứ nước trong đó đó, nếu mà không bắn cho nó thông đó nha, là sẽ bị mù. Vì Việt Nam mình đa số ở trong quê là bị mù là gì đó, bắn tia laser. Trời ơi, mở mắt cho cháu bắn bực bực cụ ba, cụ ba gán mở mắt và thông gia mới mới sợ tôi nói, mở biết cái đó người ta trị bệnh mình mà, trời ơi không có bảo hiểm tiền không đó, gán mở rồi xong rồi ta đưa cái kiến đen cho mình mang á, rồi kêu dặn đựng vô bếp mấy ngày mà cô ba có hai bữa mắc vô nấu cơm cho con ăn, thấy nó tội nghiệp mua đồ ăn Trung Quốc hay là thái tao rồi vậy đó, cô ba gán vô nè vậy đó. Ông Mỹ này trời ơi, nãy nói gì vụ Mỹ Đen á, những người thành phần á, Mỹ Đen á, chính phủ nuôi không đó nè, nhà thì hậu xin chở, tiền thì cho ăn ha, cũng như bữa hổm mà không biết ai nè, tử bằng nào nè, cũng như là nói là ở không quá dai u thịt bắp bự như vậy mà không chịu đi mừng ăn, bây giờ bớt tiền chút xíu nè, cái đi làm kiếm thêm, không chịu, biểu tình liền không chịu. Nói tại sao cắt bớt vậy? Bớt thôi như cái ông bé này không phải là cắt luôn đó mà vậy đó. Nè, cho ăn không có tiền ăn, trời lợi cái chỗ mà ăn xin xã hội, chỗ mà là người ta xin tiền với tem rồi đó, hay là quý phe đông nghẽ cái chân, nhất là tiền với tem mà mua thực phẩm á, người ta cứng cái chân vậy đó. Một ngày không biết bao nhiêu người đó, chính phủ nuôi cái chân đó. Trời, cái này ví dụ mà cái vụ mà dịch này nè, cái chính phủ cũng cho trong cái số mà ấy đó, cũng cho tiền với tem thêm tháng 4, tháng 5 đó, cho thêm nữa đó, cho thêm là mua thực phẩm ăn ấy. Rồi con nít đi học có hổm nói á, con nít đi học đó, không học ở trường thì ra cái số người tự nguyện cũng lợi trường, mà người mới đi chạy xe đấy đó, rồi có người bây giờ bị như ngày mấy bữa cho giống như đi học vậy đó, mà những người đi làm là làm không có lương nữa đó, ta tự nguyện á, lỡ trường hợp làm vừa bây giờ đó, ta cho cái tiền 365 đô đó, là trong cái phiếu thực phẩm đó, là mua cho mấy đứa nhỏ ăn, một đứa là 365 đô tháng đó, lo tới gì đó. Thằng kia nói, tao nói Mỹ Đen hả, đẻ quá trời luôn. Thằng kia ông nói, cô không biết có nói ông, nói cái vụ mà ông ghi gân, tổng thống ghi gân hồi năm 80 đến 88 đó, ông nói ông Mỹ này sướng nhất là Singapore á, là ông chồng cứ đẻ hoài, có khi đẻ thì chính phủ nuôi từ mẹ tới con nuôi luôn, bị có cái lực rồi. Hằng kia hồi xưa cô ba không biết có nói không, bà này là vì đó không biết cô ba dẫn năm đứa con mới qua có mấy tháng à, mà mới qua có một hai năm gì không biết nữa, cái hay là mấy tháng gì cô ba quên rồi, chắc cỡ năm có cái dẫn năm đứa con đi lại chỗ gì đó. Thì người ta hỏi chứ, năm đứa này mấy cha, cái mình nói có một cha. Trời ơi, bị con mà nói mình nghe, cái mình nói rồi, nói nào có một cha. Trời ơi, nó dồn mình, thì là giống như mình là ngựa đâu đi xuống. Nó cười, nó nói, tại sao nó nghĩ là
năm đứa này cũng hai ba gà, tại vì mấy đen có khi một thằng một đứa con một đứa, có khi hai đứa con một thằng một người chồng, như năm đứa ít nhất cũng ba người chồng đó. Như là mà ba cha đó, mà nói một một mẹ khác cha thì dễ ở, còn mà một cha cũng như là khác mẹ là khó, tại vì người đàn bà nó ngày xin lỗi nha, nghe là hơi nhỏ nhặt hơn đàn ông, thường thường với hai nữa nó vậy đó, thành ra nhiều như là ở nhiều cha nhưng một mẹ nuôi thì nó thân hơn, tại vì mẹ để gỗ cái nuôi chùm lại ở đây chính phủ cũng gọi tiền nuôi chỉ mấy đen ăn sung sướng vậy đó. Mà chỗ ở đây đâu có đâu đâu có mà kỳ thị đâu, ở Pháp ở mấy nước Âu Châu kỳ thị nha, người ta thấy cái ở đây không có, như là mỗi công ty đó là có da trắng nè, da vàng nè, Mỹ đen là da đen nè, da nâu nè, hay là da gì đó, năm sắc sắc da nhiêu đó là hợp chủng cho công ty nào không phải có bà lộn hết trơn. Nếu mà ăn học của số người Mỹ đen ta cũng ăn học vậy, nó giống như ngộ mà còn làm tổng thống nó đừng nói gì, cũng như một cái bằng ở ở New York này nè, ở Columbia nè, rồi từ sau này qua bên Harvard học theo cái bằng nữa đó, thì thành ra cô ba nói như vậy đó. Thành ra chuyến này nó ngày chuyến này biểu tình đợt này là đa số là không đồng tình, người ta chỉ chấp nhận là như là đòi công lý, rồi cái vụ mà trắng với đen hay là phân biệt cúng tập gì đó thì người ta chấp nhận, mà cái vụ mà vô mà đập đồ những người dân, mà những người tiểu thương hay là những người dân mà vô tội vạ như vậy là người ta bất bình, ta không chấp nhận, người ta cho là ở Việt Nam mình thì người nói là vô hôi của, nghe nói số người mà lấy vỏ đồ người ta có bao nhiêu ngàn hay là mấy trăm gì đó đem cái làm bảo vệ, nghe nó bán online nói vậy, người ta mới cảnh báo này số người coi chừng này là coi chừng là bán online, phải coi chừng mua đồ online, phải coi chừng những cái đồ mà ăn cắp, cũng như những người hôi của đó là vô hôi đó là nghe nó đa số là Mỹ đen, những người Mỹ trắng không, anh ta không phải đồ của anh ta đâu có lấy đâu, ta không lấy, còn không phải của anh ta không lấy đâu, mà không biết sao một số người ít thôi là cũng như là đi theo cái nhóm này đó. Mà người ta nói là có một cái số cũng như là đứng sau lưng có một tổ chức để từ từ FBI thì đang vào cuộc để điều tra. Đó. Này ta nói cũng thuộc về chính trị tầm lung hết trơn, ta nói không biết sao. Tại vì mình chưa, để đợt tới thì cô bà sẽ theo dõi cũng như là mà tình trình cả nhà nha. Vậy đó ha. Đó. Cái này là cô bà chỉ nói cũng như là sốp dẻo á. Cũng như là nói trước đi rồi bây giờ lại thấy vậy ha, để chút xíu cô bà trả lời.